Làm ơn ra đi. Ôi, mình thích con mục vàng các bạn ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Free Fire lửa miễn phí. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Và nếu các bạn không thích thì các bạn cũng comment ở dưới để mình biết. Ok, hiện tại thì hôm bữa mình để ý là cái nick của mình nó còn đâu đó tầm 460 kim cương các bạn ạ. Cho nên là mình đang tính là chơi sự kiện vòng quanh may mắn để mình kiếm. Đây, sự kiện vòng quay may mắn để mình chơi cái sự kiện vòng quay thần ma hỗn thế để lấy khẩu AK-47. Mình thấy là rượu này có khá là nhiều bạn kêu mình ấy là live stream Free Fire đi. Đấy, thì mình cũng muốn live thử một bữa, làm lại cái ATM huyền thoại một thời. Đấy, là giọng nào không biết là cái ATM ngày xưa đấy, thì mình sẽ tạo một cái team code và sẽ có 3 bạn vào trong cái phòng và gánh mình. Nếu bạn nào mà được nhiều kill nhất và đạt được top 1 thì mình sẽ tặng kim cương cho bạn đấy. Thì thực sự ấy là lâu quá không làm, cho nên là mình sợ là mọi người sẽ không thích. Nhưng mà mình cứ rào trước như thế nhá. Nếu như mà các bạn muốn ấy, thì mình sẽ làm lại cho các bạn coi. Và hôm nay trước khi mà vào săn cái khẩu gọi là AK thần ma này thì mình sẽ vào đi săn mấy cái này trước nhá. Bởi vì mình thấy ấy, là mình còn khá là nhiều những cái vé vòng quay. Đầu tiên là ở mấy cái vòng quay này mình có cá mập rồi này. Đầu tiên sẽ là cái vòng quay kim cương. Mình có 25 vé kim cương này. Cho nên là mình sẽ đi săn cái khẩu linh hỏa. Hình như đây là khẩu M60 hay sao ấy. Khẩu này mình chưa có này, hoặc là có thể lấy khẩu M24 linh hỏa. Cái nào mà sở hữu rồi thì đã ghi ở đây là đã sở hữu này. Còn cái nào mà chưa sở hữu thì nó sẽ không hiện đây, cho nên là mình sẽ quay thử để xem là ra cái gì nó siêu phẩm hay không. Ua, giờ nó mở cái ống nghiệm gì chất cơ vậy. Ui, cái mảnh hộp ma thuật này có ngon không nhở? Mình cũng biết cái mảnh hộp ma thuật này có ngon không các bạn ạ. Đợi mình đeo cái tai phone rồi cái. Rồi, mở tiếp 10 cái đi. Cái mảnh hộp ma thuật đấy có đẳng cấp không các bạn? Tím tím này chắc là toàn đồ ngon này. Trời ơi, toàn skin súng rồi. Ôi, được khẩu dù này. Mà cái dù này mình có rồi. Không có gì ngon đấy. Ơ, chưa được. May quá. Mình còn 5 cái thôi. Mình sẽ mở từng cái một ha. Để xem ạ. Ui, tím này. Ủa, cái này là vé gì vậy? Thẻ cửa hàng cá nhân à? Nhìn có vẻ cùi các bạn ạ. Màu vàng. Đâu màu tím à? Trời ơi, dù này mình có rồi. Mình có nhiều dù lắm rồi các bạn ạ. Mở từ xem nào, lại màu tím ạ. Cái màu gì mới ngon các bạn? Thẻ hiệu thợ săn à? Mấy cái đồ này chắc không ngon lắm đâu nhỉ. Xem nào. Trời ơi, cái gì đấy? Bản đồ kho báu. Xong hết rồi đấy. Rồi, hiện tại là mình đang dư rất là nhiều vàng ấy. Cho nên là không phải. Ok. Rồi bây giờ mình còn 460 game. Đây mình sẽ chơi cái vòng quay vàng nhá. Cái này thì chắc cứ mở thoải mái đi các bạn ơi. Mở để lấy hên thôi. Đấy, cứ mở 10 đi. Chắc chắn là mình sẽ lấy được cái bộ trang phục đây rồi. Bộ trang phục nhìn khá là đẹp đấy chứ nhỉ. Nhưng mà hơi tiếc là trang phục miễn phí. Nên là mình sẽ săn khi nào săn được thì thôi nha. Ui sao nhìn có vẻ khó đấy nhá. Mở ra toàn đồ cùi một cái tím này. Bao giờ mới ra được cái bộ trang phục của cái nhân. Ui, thấy nó vàng vàng mà. Bộ trang phục cái tên là gì nhỉ? Và mở ra nó ra cái gì thì được nhỉ? Đâu ra nào, ấn vào đây rồi. Hình như là màu tím luôn hay sao ấy. Đây, màu tím mà nó tên là gói độc pha nữ nhân à. Đúng không ta? Ui, mình còn dư vé quay vàng các bạn ơi, từ. Rồi còn 4 vé này. Cứ 3.000 vàng là làm một phát nhá các bạn. Không nhắc lại. Anh không có thiếu cái gì hết. Đấy, tiền này anh không thiếu, vàng anh không thiếu. Kim cương này anh thiếu chứ vàng không bao giờ thiếu anh em ạ. Đấy, trời ơi, đây các bạn ơi, gói độc hoa nữ nhân cực kỳ là dễ kiếm luôn nhá. Nói chung là các bạn chơi game này lâu ấy là các bạn có vàng. Đấy, các bạn có vàng là các bạn sẽ kiếm được các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy quả bộ trang phục rồi. Ngoài ra là nhận thêm vé quay vàng này. Đó, ui, vậy thì chắc là mình cũng sẽ nhận được vé quay kim cương ở bên đây đúng không? Đó. Được lại vé bay kim cương anh em ơi. Quay lần cuối, biết đâu may mắn. Màu tím. Trời ơi, ủa? Hình như đây là skin súng mới hay sao ấy? Mở xem nào. Trời ơi, cái khẩu này có tăng đam không các bạn? Đây là cái bộ đồ mình vừa lấy được cái này. Ua, nhìn bộ đồ này cũng khá là đẹp nhỉ. Nhìn khá là giống với Harley Quinn các bạn ạ. Để mình vào trong tủ đồ này, như là nó sẽ có mấy cái hộp mà mình chưa có mở được ấy. Để mình vào mình mở xem là có cái hộp đồ gì mới không. Không có các bạn ạ. Ở cái nick của mình chỉ có cái gói Kitsune này. Đấy các bạn thấy không? Chỉ gói Kitsune này là cái gói gọi là hiếm nhất. Không biết là có thuộc cái tip là hiếm nhất ở trong game này không. Nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam mà ít người có ấy.
Đây là cái bộ của Thẻ Áo Vô Cực mùa 1. Chỉ có những gọi là những YouTuber thì tỷ lệ cao là có, bởi vì là xin Gaana. Hồi xưa đấy là mình xin Gaana đấy, cho nên là mình có hai bộ. Thế các bạn thấy là đã sở hữu hết rồi không? Nhưng mà trong đây lại có thêm một bộ nữa. Đấy là nick của mình có tới tận hai bộ Kitsune này nha mọi người. Thẻ Vô Cực mùa 1 này. Ngoài ra có thêm rất là nhiều chiến binh dị biến này này. Chiến binh dị biến à? Đấy. Cái đây là cái bộ đồ mà mình mới lấy được này từ vòng quay vàng. Nói chung ấy là cái bộ đồ này ấy, cái bộ đồ của cái gói này này, Thẻ Vô Cực mùa 1 nó không có đẹp. Nó chỉ cái mang tính chất là hiếm thôi các bạn ạ. Chứ để nói là đẹp thì không hề đẹp nha. Không bao giờ mình công nhận đây là một bộ đồ đẹp hết. Nếu mà kể cả là so với cái bộ đồ của cái vòng quay vàng mình vừa mở này thì cũng không thể nào so sánh được. Tuy nhiên ấy, là về cái độ hiếm ấy, thì cái bộ đồ này nó không thể nào mà hiếm bằng cái bộ đồ của Thẻ Vô Cực mùa 1 được. Cho nên là cái lý do tại sao mà mình thích cái bộ đồ của Thẻ Vô Cực mùa 1 hơn các bạn ạ. Đây đây, còn mấy cái dương súng nhá, để mình mở nốt đây nào xem nào. Ở đây thì mình chưa có súng này đấy các bạn. Để mở phát hết 35 cái xem nào, có được khẩu này không. Hình như là vẫn chưa được vĩnh viễn hay sao ấy. Khẩu này được 55 ngày, khẩu này 46 ngày, khẩu này 14 ngày thì phải. Ui, các bạn nhìn này. Tính ra là mình cũng có nhiều cái này ấy chứ nhở. Có nhiều bộ đồ mới này. Ui, sao nhìn mấy cái dương này nhiều quá. Mình không biết là cái dương súng nào ngon. Bạn nào biết cái dương súng nào ngon thì comment đằng dưới cho mình biết với nha. Mình thấy ở đây nó có khá là nhiều những cái dương súng này. Nhưng mà mình cũng chả biết cái súng nào ngon đáng để mở ra đấy. Nhưng mà mình thấy cái nào nhiều thì mình sẽ mở đây. Ví dụ cái này này. Cái này mình chưa có nữa nào. Ok, mở tất luôn anh em ơi. Mở tất là có được vĩnh viễn không? Trời ơi, hình như là không các bạn ạ. Nếu mà mở vĩnh viễn thì nó sẽ hiện là không hiện ngày thì phải. Còn nếu như mà mở không vĩnh viễn thì nó sẽ hiện ngày như thế này. Đây còn 21 cái khẩu này. Ơ cái này sở hữu rồi này. Đây đây. Ủa. Tính ra là mình gần ui cái bãi đủ bộ này luôn rồi hả? Thế thì cái này cũng gần như đủ bộ rồi. Thôi kệ, mở hết nhá. Nào. Có được vĩnh viễn không? Trời ơi, không được, chỉ được 30 ngày thôi anh em ạ. Cũng hơi cùi cùi. Cái này thì còn khẩu Adup thì chưa được này. Đây, bỏ phát ạ. Adup vĩnh viễn không? Trời ơi, 46 ngày vẫn chưa được vĩnh viễn anh em ơi. Tính ra là mở mấy cái dương, mấy súng vĩnh viễn đây có vẻ hơi khó nha. Đầu tiên là cứ tưởng nó đơn giản, ai ngờ là khó này. Ui, này Kitty, bộ Kitty à? Mở phát ạ, có được vĩnh viễn không? Ủa? Trời ơi, mở một đống dương mà không được vĩnh viễn bất cứ một cái gì luôn anh em ạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính luôn. Chúng ta sẽ săn cái khẩu AK-47 Hỗn Thế Thần Ma. Đầu tiên là mình mở được 5 miễn phí đấy các bạn. Rồi mở phát ra luôn để đẳng cấp luôn. Bây giờ mình mồi hơi nhiều đấy. Mồi, mồi. Ô, cái này là cái gì đấy anh em? Rồi không được rồi, cái này là cái gì đấy? Bản đồ kho báu. Một bản đồ kho báu do một tổ chức bí mật để lại. Nó có các hiệu ứng khác nhau trong sinh tồn và xếp hạng à? Mở tiếp. Làm ơn, ra đi. Ôi, mình thấy có mục vàng các bạn ơi. Ủa? Trời ơi, tưởng được khẩu súng cơ. Ai ngờ được lựu đạn ạ. Vai trưởng ạ. Ui, xong phải là súng, trời ơi. Oh my god, được lựu đạn là chắc là cũng may mắn nhỉ. Ủa là mình còn bao nhiêu? Còn 192 kim cương ạ. À? Mở nốt đi. Màu vàng. Màu vàng. Ui dồi, toàn màu trắng ạ. À. Vai lều ạ. À. Hình như là không ngon rồi anh em ơi. Ấy, ấy, úi dồi ôi. Không đủ M10 rồi. Còn không đủ M1 nữa cơ. Hình như là đủ. Ồ, đủ 20 may mắn sẽ được một cái phần thưởng lớn các bạn ạ. Trời ơi. Ui, nói chung là cái bộ này nó nhiều lắm. Có cả bom keo này. Có cả mấy cái này nữa. Nhưng mà một thứ mà mình cần là cái khẩu AK thì nó không ra. Ui, ui đẹp thế. Vai trưởng ạ. Cứ tưởng được cái khẩu AK Hỗn Thế Thần Ma. Ai ngờ ra cái nịt luôn và ai nổi. Ok, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like cũng như là đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.